Rồi, hai. Xin chào anh em ở One Family. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Vậy là hôm nay cũng đã chính thức mở. Rồi. Sớm là sáng nay là phải tắt chuông đồng hồ dậy để xem là tình hình hồn hạp ra sao. Nói chung là rất là hồi hộp đúng không? Rất hồi hộp và cũng ơi ở đây rồi thợ nhậu thuê đã có rồi, ca đã về, nghe chừng thiên hạ có vẻ như đã hết tiền, không còn nhiều người còn là còn kiếm cường nữa. Vương Hoàng đúng thật sự là cũng nên nuôi mèo, bởi vì đến đầu tháng thường là sự kiện là hết sự kiện này đến đầu tháng là sẽ có sự kiện mèo thần tài, mình cũng đang rất là phân vân. Rồi sư thầy ăn mặn đội hình cũng đã bắt đầu đưa vào, ca đã bắt đầu đưa vào đội hình rồi. Đúng được rồi, dù sao thì mình cũng vẫn sẽ muốn lấy ca phẩy, bởi vì sao, bởi vì sau này mình cũng sẽ trong đội hình siêu nữ cũng sẽ có Kula, và đã có Kula thì sẽ phải có Ka, và đã có Ka thì sẽ phải có Kula. Hai con này là nó kết duyên gần với nhau nên là và cái đội hình hai của mình cũng là mình cũng sẽ có Ka, như thế nên là mình sẽ lấy Ka về. Đội hình hai của mình là sẽ có sẽ là mình xây dựng team chi mạng để khắc chế team đỡ đòn của Anip, nên là mình sẽ đua. Một lần chơi bạn thế rồi tiếp theo vừa thôi, sáu bảy ô chơi gì à, chín mười rồi còn thêm 20 thẻ của Flash. Rồi. Gần 5k kim cương rồi. Xem lại tình hình ngay. Cái thật kích
Nhưng mà đây là 10 tỷ. Lại Billy. Rồi ra rồi. Vậy là khoảng 9k, hơn 9k, à không, tròn 10k. Đúng, tròn 10k thì ra ca vậy. Rồi cũng không phải là quá mạnh đúng không ạ? Thế là mình sẽ phải tiêu thêm 5k kim cương nữa để có được hồn, để có được hồn vũ khí. Thanh niên Vương Hoàng đang ngược ngày lắm rồi, cũng muốn nhau vào đua cùng anh em đây. Rồi là mình đã tiêu 10k4 rồi, 10k4 rồi, là mình đang phân vân là mình sẽ quay tiếp hay là mình sẽ lấy luôn logic về. Mình quay tiếp xem không, quay tiếp thì xem là crack mình được bao nhiêu ấy rồi, được bao nhiêu sao rồi. Rồi, Tidmon và Vương Hoàng. Phải khích tướng hay thế chơi ạ? Thì sớm muộn thì mình cũng sẽ phải lấy, cũng sẽ phải lấy cái thanh niên này về. Lên nốt cái hồn sách dược lửa. Chân xoay ca có cả hai luôn, hết bao nhiêu vậy? Tầm 20k là được hai bot. Ai da, thật ra thì mình cũng sẽ không không muốn lấy cả hai bot vì EC thì rồi mình vẫn sẽ đua tiếp. Thằng nào cũng vẫn sẽ lấy hồn vũ khí cho ca 5k kim cương tiếp thì chơi thôi. Vì chơi đủ năm rồi à? Nên tiêu hợp lý
rồi. Xem crash nào. Collect đang sao rồi đấy, lên 4 sao rồi. Tốt quá rồi. Trong đội hình 2 của mình sẽ có là đội hình là mình xây dựng đội hình chí mạng thì có ông hoàng chí mạng là chít hỏa ca phẩy Yoji và Clutch. Thì mình đã có ba con rồi, đã có ca, có logi, có ca, có logi và có Clutch rồi. Thế nào lại là chiết hỏa thì mình cũng đang chuẩn bị đây rồi, đã có sự chuẩn bị đây rồi, và lấy em chiết hỏa về chắc chắn là nó sẽ là 4 sao chứ không phải là 3 sao rồi. Đấy, điều là đúng là mình cũng đang thèm khác con GC để cho cái đội hình 2. Chơi đùa rồi. Mình có xem có qua cái video của Tân Ú về cái chơi hay không chơi hồn học, và không như đúng là có một đúng là chỉ là dự đoán, đúng là chỉ là dự đoán thì hồn hạp này nó có thể nhận được cả hai. Levi thế nào thì cũng ra rồi, chơi thôi, đã chơi là chơi phải tới bến thôi. Thì ta ăn xong hai bot này thì cũng là gần như là có đủ hai đội hình rồi. Rồi ta lại tích tiểu thành đại mà nuôi mèo thôi. Đấy, càng đua càng thấy hưng phấn. Có rất nhiều anh em ngồi ngoài đang rất là ngơ ngác, cũng phải thôi đúng không, người ta thì lấy món âm, mình thì cứ phải ngồi ngoài đúng không. Ôi, bà cả chơi one by one rồi. Lại clutch tốt quá nhỉ. Chưa ra. Khô máu à? Khô máu đi, đã chơi là phải chơi hết mình, không chơi thì thôi, chơi là phải chơi hết mình. 20k lại không ra được cho GC à? Sao hai phát tê đi này? Rồi, ra rồi.
Rồi. Vậy là bao nhiêu? Vậy là mình tốn mất thêm rồi cũng phải 10k nữa. Nãy mình còn 10k mút mà. Em mất 9k 5. Đấy là cũng là ngưỡng ngưỡng đấy. Rồi. Qua cho anh em người này. Với chat. Chia tay với con mèo thôi. Ta thế là trong đội hình cũng đã có VC. Rồi bây giờ ta chỉ cần chờ trời thằng sao ta đi cũng lên 4 sao rồi, đây có 2 mảnh này, 12 mảnh nữa thì lên 5 sao. Tuổi 2 của mình khá ngon rồi đấy, cũng lên được khá nhiều quy lực. Nhưng thêm được 40 uy lực, không phải là con số nhỏ luôn. Rồi video của mình kết thúc. Rồi mình sẽ là ngày hôm nay mình sẽ hồi lại được bao nhiêu kim cương, hồi được hơn 100 kim cương. Sáng rồi 30 và 300 này, 3 viên nữa. Nói chung là cái phần thưởng này như mình đã dự đoán trước là ở cái bài review đây là một cái phần thưởng rất là thơm. Tất nhiên thì mình sẽ nhận mệnh của Leona, mình sẽ nhận mệnh của Leona. Rồi hồn vệ lửa đúng không, cái này chắc chắn là cho K rồi. Đây hồn vệ của DC, khi thức tỉnh vũ khí thì nó sẽ có cái gì được thử trước khi nhận là phải xem nào. Thôi chắc chắn là sẽ phải. Rồi cũng có rất nhiều ca phải về với M40 đấy, bạn thấy cuộc đua rất sôi động không? Mình nghĩ là cũng có các anh em mà cũng chưa chắc là có ý định đua đâu, nhưng mà thấy là ngứa ngứa tay là chơi thôi. Dương mảnh vạn năng này ngon này, cái dương mảnh vạn năng này ngon này, chứ còn cái dương mảnh thẻ vạn năng là cùi bắp, các bạn không nên. Khoảng 500 vào sơi hết được cái phần này. Rồi sáng nay mình cũng có thử cái vòng quay may mắn đúng không? Hôm qua là thợ sửa xe post cho anh em xem quay được 200 mà mình cũng thấy ngứa mắt nóng máy lắm, nên là mình phải, cũng phải nhân tiện làm video là cũng phải cho anh em xem. Này cũng được 200 kim cương.
Rồi. Rồi, phần tiếp theo thì là ta sẽ chờ đợi hạnh phúc rồi. Ta sẽ thay ca vào cái vị trí của con robot này. Vậy thôi đúng không? À, chị Nhật xem nào. Thứ 7, 10 giờ ngày hôm nay, thứ ngày 10 giờ ngày hôm nay là bắt đầu có sinh nhật rồi. Anh em cố gắng là on cho đúng giờ, đánh cho đủ số lần. Mình có lẽ trong trong ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về cái sinh nhật và mẹo đánh trong sinh nhật. Rồi. Anh em thông cảm, sáng vừa mới dậy, vừa mới vẫn còn đang nằm trên giường này, vẫn đang nằm trên giường này. 6 giờ rồi. Hôm nay là thứ bảy và những ngày hôm qua với cái thông báo của Gala trên trên page thì hôm nay sẽ không có stream nhưng vẫn sẽ có order cho anh em. Là anh em nhớ để ý để lấy để ăn order. Chỉ có đến 2 giờ chiều thôi. Chỉ có trong 2 tiếng rồi 12 giờ có. 12 giờ có thì đến 2 giờ thôi. Anh em nhớ để ý. Rồi. Ai chả ơi. Hai thanh niên. Xây và mưu đúng không? Xây. Thợ nhuộm thuê thì hôm qua mình đánh rồi, sợ. Thợ nhuộm thuê thì mình đánh không ăn được. Lực diện sâu quá. Nhưng mà mưu là 186, 186 đây. Bạn có thể nhìn thấy. Đây chúng ta sẽ xem trước cái trận đầu với mưu. 186 mà uy thôi mình. Ui giời ơi, với cái đội hình này còn thua thì sau này làm sao mà thắng được. Rồi. Rồi như các bạn thấy là cái đội hình này là hổ hàng trước, hổ rùa, hổ hàng sau, vô hổ, gấu. Đây là team ba hổ, à sang thế hổ. Team sang thế hổ đây. Rồi team này thì đúng chuẩn team sang thế hổ. 186k 186k chiến thu mình uy. Trong team mình nghĩ là có team thì cái con Iris và cái con Iogy thì không thể đứng chung một vùng trời được, chứ đừng nói gì đặt nó vào trong một team được cả. Thì gần như là cái trong cái đội hình hổ sáng thế thì con Iogy mình thấy là gần như là nó trở thành vô dụng rồi, nó không hề có bất cứ một cái tác dụng gì cho team cả. Bạn ấy để đội hình sang thế hổ thì con thua đúng không? Nhất là cái mà mình nghĩ là Mew cũng sẽ không còn lực để mà đua ca nữa, nên là trong nên là cái đội hình này bạn chỉ có thể cứu cánh được khi mà được đưa 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 thêm ca vào đội hình thôi. Và vứt Yuji đi. Đấy, đây cũng là một cái bài học cho anh em Garo, cũng không nên con bot nào cũng linh về, hãy có sự tính toán. Hay có gì toán xem nó có cần đội hình của mình không, ít nhất là cho đội hình hai.
Và đặc biệt là cái con một điều lạ là ở con ở ở con Anh thì nó là tuy là một tướng trên 4 nhưng nó không hề có hút máu. Nó không hề có hút máu. Rồi. Một trận thua sát sạt sạt. Hơn mình 186, bây giờ là mình là 168. Hơn mình đúng 22 ca lực chiến. Đúng không ta? Rồi. Thanh niên set set ướp trà này đúng không? Rồi mang set ướp trà thì giật cho tụt lưỡi rồi. Rồi, cái thanh niên này kém cả ý cả 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 lực chiến thì thua là đúng thôi. Rồi 168 thanh niên xây. Rồi chào bạn xây. Rồi cũng các bạn cũng biết đây, đây cũng là một đội hình, đây là đội hình xe nào cũng hổ. Rùa này, hổ này, rùa này, gấu này, vô này, rồi hổ hổ rắn. Cái đội hình này là cái đội hình này là đội hình lông côm rồi. Đội hình này thì không có gì cả, không kích một cái gì cả, không phải là tứ hồn mà cũng không phải là sáng thế. Rồi xây cũng đã khô máu trong cái trận đua elite, trong cái trận đua elite. Rồi một meta mới khi ra nó sẽ xuất hiện nhiều những cái những cái đội hình rất là dị, và như đây là một trong những cái đội hình dị phế, dị phế. Đồng ý rằng là tướng ra sau là tướng mạnh, tướng ra sau bao giờ là cũng hot, nhưng tướng nên các bạn nên 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 suy nghĩ kỹ trước khi đưa một con tướng nào đó về đội hình của mình. Và nếu và sau này trong đội hình hai của mình, đó là mình sẽ chơi cái đội hình sáng thế hổ hoặc sáng thế gấu, hoặc sáng thế gấu với sự có mặt của Anip nữa. Mình sẽ cố gắng đưa thêm Anip về nữa, đội mình Anip về cho đội hình hai, thế là team hai của mình sẽ có ba gấu, một hổ và một rắn, thế là có bốn bốn gấu, một hổ, một rắn. Vì mình quá có lại là rồi. Anh đi đang mang đến cho những cái anh em ở S40 rất nhiều người đang rơi vào trong cái tình trạng rất là nói chung là tiến thoái lưỡng nan đúng không? Tiến không được, đuổi không xong, giữ lại thì dở mà vứt đi thì tiếc. Xin chia buồn với những anh em như này, chia buồn với say. Như là thợ nhuộm thuê cũng đã lấy cai về cho đội hình của mình. Thịt mòn lên đây, chắc là người trên mượn. Chà, mai bán laptop lên. Nhiều người lấy hai chủ quá hén. Để lên được đi lên sao 12 kiếm yêu đi về chơi là sao? À lên VIP 12. Tiếc 20k. Làm VIP 1 cho người. Rồi.
Rồi. Video mình chia sẻ tới đây thôi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau. Xin chào mọi người. Và hẹn gặp lại.